Xin chào các bác nông dân, hôm nay tôi rất vui được chia sẻ với các bác một bí quyết diệt sâu bệnh hiệu quả cao thuộc trừ sâu Killcell Super 22EC, chuyên gia diệt sâu kháng thuốc. Các bác có bao giờ đau đầu vì sâu bệnh cứ tấn công vườn cây mãi, dù đã thu đủ loại thuốc mà vẫn không hết? Đừng lo nữa, Killcell Super 22EC sẽ giúp các bác giải quyết vấn đề này. Killcell Super 22EC có hoạt chất cực mạnh, tiêu diệt sâu bệnh nhanh chóng và triệt để. Đặc biệt hơn, thuốc này được nghiên cứu để trị cả những loại sâu đã chai lì với thuốc khác, nên các bác cứ yên tâm nhé. Cách dùng Killcell Super 22EC cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha thuốc theo hướng dẫn trên bao bì rồi phun đều lên cây là được. Nhờ đọc kỹ hướng dẫn và chú ý an toàn khi sử dụng nhé. Dùng Killcell Super 22EC không chỉ bảo vệ cây trồng mà còn giúp cây khỏe mạnh, cho năng suất cao hơn. Chỉ sau một thời gian ngắn, các bác sẽ thấy vườn cây thay đổi rõ rệt. Hơn nữa, Killcell Super 22EC rất an toàn cho môi trường, không gây hại cho người và động vật. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai quan tâm đến sức khỏe gia đình và môi trường sống. Để tìm hiểu thêm về Killcell Super 22EC, các bác hãy truy cập website DaraPlant.vn nhé. Ở đó có rất nhiều thông tin hữu ích và các sản phẩm khác giúp chăm sóc vườn cây hiệu quả. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hãy dùng thứ Killcell Super 22EC để vườn cây thêm xanh tốt, mùa vụ bội thu nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh của tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích. DaraPlant.vn